Giải mã phẫn nộ vì sao dân mạng Thái Lan chỉ trích ông Hun Sen vô ơn với Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả và chào mừng quay trở lại với Việt Nam Story. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chủ tịch Thượng viện Campuchia ông Hun Sen đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước làn sóng bình luận mang tính xúc phạm xuất hiện gần đây trên nền tảng TikTok được cho là của người Việt Nam. Những bình luận này nhắm vào ông và dự án kênh đào Funan Techo, một dự án có quy mô lớn đối với Campuchia. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng những lời lẽ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn gây tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam, một mối quan hệ đã được xây dựng và giữ gìn qua nhiều thập kỷ. Trước tình hình này, ông Hun Sen đã kêu gọi các nhà chức trách Campuchia hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để tiến hành điều tra và làm rõ danh tính của những người đứng sau các tài khoản mạng xã hội này. Ông cũng thừa nhận rằng hiện chưa xác định được liệu các tài khoản này có thuộc về công dân Việt Nam sinh sống trong nước hay người Việt ở nước ngoài. Điều này đòi hỏi một cuộc điều tra toàn diện và phối hợp từ cả hai phía để xác định rõ nguồn gốc và động cơ của những hành động trên. Ông Hun Sen đã khẳng định rằng ông không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với cá nhân hay nhóm người cụ thể, mà thay vào đó ông mong muốn có sự hợp tác điều tra để ngăn chặn những kẻ cố tình phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ông nhấn mạnh rằng việc làm rõ vụ việc này không chỉ để bảo vệ danh dự cá nhân mà còn để duy trì sự ổn định và phát triển của mối quan hệ song phương. Trước những bình luận mang tính xúc phạm trên mạng xã hội nhắm vào ông Hun Sen liên quan đến dự án kênh đào Funan Techo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhanh chóng phản hồi và thể hiện rõ quan điểm của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh rằng các bình luận tiêu cực này không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà Hằng khẳng định, Việt Nam không đồng tình với các ý kiến bình luận mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối về những bình luận thiếu kiểm soát này và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia để điều tra và xử lý vụ việc. Bà Hằng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia và sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ này trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc khẳng định lập trường mà còn thể hiện rõ mong muốn hợp tác điều tra với phía Campuchia. Việt Nam sẵn sàng làm việc cùng các cơ quan chức năng của Campuchia để xác định rõ nguồn gốc của các tài khoản mạng xã hội và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng việc điều tra và xử lý vụ việc này là cần thiết để bảo vệ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và ngăn chặn những hành vi phá hoại. Trong bối cảnh của dự án kênh đào Funan Techo, dự án này đã gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng khác nhau trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thể hiện rõ ràng sự ủng hộ đối với Campuchia trong việc phát triển kinh tế, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn Campuchia cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dự án để đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống của người dân khu vực biên giới. Dự án kênh đào Funan đã thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Truyền thông Campuchia liên tục đưa tin về dự án này với những phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện của lãnh đạo Campuchia và nhấn mạnh rằng dự án sẽ mang lại lợi ích không chỉ người dân Campuchia mà còn cho một số quốc gia khác. Theo báo Khmer Times, dự án kênh đào Funan có thể khởi công vào cuối năm nay với chi phí ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ do nhà thầu Trung Quốc thực hiện và dự kiến hoàn thành sau 4 năm. Đây sẽ là tuyến đường thủy mới cho phép các tỉnh sâu trong nội địa Campuchia kết nối thẳng với vịnh Thái Lan. Các chuyên gia Việt Nam nhận định rằng việc xây dựng kênh đào này có thể gây ảnh hưởng đến việc thiếu nước mùa khô và gia tăng khả năng xâm nhập mặn cho đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đến tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và lưu thông thủy. Điều này khiến cho người dân Việt Nam lo lắng. Thêm vào đó, những phát ngôn gây sốc của ông Hun Sen về mối lo ngại của Việt Nam liên quan đến việc xây dựng kênh đào này càng làm tình hình thêm phức tạp. Một số thành phần phản động đã lợi dụng cơ hội này để gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia và kích động người Việt Nam thông qua mạng xã hội. Chính vì vậy, những bình luận trên kênh TikTok của ông Hun Sen có thể đến từ người Việt Nam và một số thành phần phản động khác nhằm thổi bùng mâu thuẫn. Ngoài bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam thì phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan. Trong các diễn đàn trực tuyến và trên các nền tảng mạng xã hội, có những ý kiến đồng tình cũng không ít ý kiến phản bác đối với hành động này của ông Hun Sen. Một phần của cộng đồng mạng Thái Lan đã đồng tình với ông Hun Sen cho rằng việc yêu cầu điều tra các bình luận nhắm vào mình là hợp lý và cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và đối phó với các hoạt động phá hoại từ bên ngoài. Họ cho rằng việc này không chỉ là biện pháp phòng thủ hợp lý mà còn thể hiện quyết tâm của Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, không ít cư dân mạng Thái Lan đã phản bác ông Hun Sen, cho rằng việc yêu cầu điều tra các bình luận trên mạng xã hội là một sự vi phạm đáng kể đối với tự do ngôn luận và quan điểm cá nhân. Họ cho rằng các biện pháp như vậy làm suy giảm sự đa dạng quan điểm và làm mất đi tính tự do trong việc thể hiện ý kiến. Một số cư dân mạng Thái Lan đã chỉ trích ông Hun Sen về việc sử dụng quyền lực để kiểm soát thông tin và ngăn chặn sự tự do ngôn luận. Họ lên tiếng bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của hành động này đối với tình hình chính trị và dân chủ trong khu vực Đông Nam Á. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng Thái Lan. Có Trung Quốc chống lưng nên mời hống hách không sợ ai, chấp nhận chế độ độc tài, đó là bản chất từ xưa đến nay. Campuchia chắc chắn sẽ phải đối mặt với điều đó, Việt Nam thậm chí có tinh thần dân tộc cao hơn, làm sao chỉ 10 triệu người có thể cạnh tranh với hơn 100 triệu người. Việt Nam đã cứu Campuchia trong thời kỳ Khmer Đỏ và dân tộc Việt Nam đã mất bao nhiêu xương máu trong quá khứ. Campuchia không biết ơn vì Thái Lan đã đúng trong quá khứ. Campuchia vô ơn, ngày nay ai muốn nghĩ đến việc giúp đỡ đất nước này nữa. Đất nước chưa bao giờ chiến thắng ai với đất nước từng chiến đấu với Mỹ và giành chiến thắng một cách oanh liệt, nhưng đất nước này không có vũ khí. Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng Thái Lan đang tích cực thảo luận và trao đổi quan điểm về vấn đề này. Dù có những sự đồng tình và phản bác, tinh thần mở cửa và sẵn lòng tiếp tục thảo luận để tìm ra giải pháp xây dựng và hòa giải vẫn được duy trì. Điều này thể hiện sức mạnh của sự đa dạng quan điểm và tầm quan trọng của việc duy trì một không gian trực tuyến cởi mở và tự do. Từ sự việc này, chúng ta có thể thấy, phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì một mối quan hệ ngoại giao lành mạnh và hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia láng giềng. Trong bối cảnh các bình luận tiêu cực được cho là của người Việt Nam nhắm vào Thủ tướng Campuchia Hun Sen và dự án kênh đảo Phù Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hành động nhanh chóng và quyết đoán để giải quyết vấn đề, thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công tác ngoại giao. Bộ Ngoại giao Việt Nam không chỉ lên tiếng phản đối các hành động gây chia rẽ, mà còn kêu gọi cộng đồng mạng và người dân hai nước cùng nhau giữ gìn tình hữu nghị và không để các hành động cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương. Lời kêu gọi này là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và duy trì sự ổn định trong khu vực. Sự phản ứng kịp thời và rõ ràng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã góp phần làm dịu bớt căng thẳng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng và duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, ổn định và phát triển bền vững với Campuchia. Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và kêu gọi sự hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam luôn coi trọng và đề cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp. Trong quá khứ, Việt Nam và Campuchia có một lịch sử dài và phức tạp với nhiều giai đoạn hợp tác cũng như xung đột. Tuy nhiên, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau đã giúp hai quốc gia vượt qua nhiều thử thách để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Việc duy trì một quan hệ ngoại giao lành mạnh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam qua phản ứng của mình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong các vấn đề chung và sự cần thiết của một cách tiếp cận ngoại giao khôn ngoan và nhạy bén. Nhìn về tương lai, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia cần tiếp tục được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hợp tác toàn diện và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và sự hiểu biết chung. Các sáng kiến hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục sẽ giúp thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Sự phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước các bình luận tiêu cực đã cho thấy sự nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Campuchia. Thông qua những hành động cụ thể và những lời kêu gọi tới cộng đồng mạng và người dân, Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết của mình trong việc xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia. Điều này không chỉ góp phần làm giảm căng thẳng hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác và phát triển trong tương lai. Việc giữ gìn tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai dân tộc. Nội dung trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.